Em Út thân chào cả nhà. Em Út giao lưu góc vui cùng anh chị em mình. Đây là một cái phôi linh sam nha cả nhà. Phôi này là phôi linh sam bông trắng vết hồng phôi zin nha anh chị em mình. Đó, cả nhà xem cái phôi giùm em nha. Phôi này em Út đã cắt gọt rồi cả nhà ơi. Đó, cả nhà xem giùm em nha cả nhà. Cái phôi này chiều cao của nó là 24cm nha anh chị em mình. Quành cũ là 53 nha. Quành cũ 53. Còn quành thân em đo được trên cổ rễ là 32 nha cả nhà nha. Quành thân trên cổ rễ là 32, quành cũ là 53, chiều cao là 24 nha anh chị em mình. Một cái phôi linh sam bông trắng phết hồng phôi zin nè. Đó anh chị em mình xem cái phần rễ giùm em ha. Một phần rễ nè. Đó, cả nhà ưng ý cái phôi này thì nhắn tin alo cho em nha cả nhà. Em đã cắt gọt rồi nha anh chị em mình ơi. Một cái phôi rất là xinh luôn. Linh sam bông trắng phết hồng phôi zin nha cả nhà. Quành 32 nha anh chị em mình ơi. Ưng ý cái phôi này nhắn tin alo cho em nha. Phôi cực kỳ duyên luôn nha cả nhà.